Hello, xin chào anh em đã quay trở lại kênh Ali Benchina. Thiên Nhật Tuyên là người trở thành thần đầu tiên trong ba người Đường Tam và Bỉ Bỉ Đông. Cô cũng là người yếu nhất trong ba người luôn. Khi khảo hạch của cô đều có sự trợ giúp của ông nội chim cánh cụt Thiên Đạo Lưu hướng dẫn. Ngày Thiên Đạo Lưu ra đi chết vĩnh viễn, cũng chính là ngày Thiên Nhật Tuyên làm khỏi thứ 9. Trải qua gần 6 năm sau khi thất bại trước nhóm Đường Tam ở bên trong Thiên Đấu Đế Quốc, Thiên Nhận Tuyết từng hứa với bản thân không đợi trời chung với thằng Đường Tam một tay cầm cỏ một tay cầm búa. Tuy nhiên đúng với câu ông bà ghét của nào trời trao của đó, ở khảo hạch thứ 9 Thiên Nhận Tuyết phải vượt qua được ảo ảnh của Thiên Sứ Chi Thần. Trong cơn phê pha cô nhớ đến hình ảnh Đường Tam để thầm du đọc ngược lại, khiến cơ thể Thiên Nhận Tuyết dùng mình một phát vượt qua khỏi thứ 9 trở thành Thiên Sứ Chi Thần 100 cấp đời tiếp theo. Ở diễn biến của Đường Tam cùng nhóm sói khác đi đến Hải Thần Đảo, Đường Tam cũng khá tương tự, Thiên Nhật Tuyết vượt qua được 8 bài khỏi của mình. Đến khỏi thứ 9, bà chỉ gần 200 tuổi, bà đến tay cũng hy sinh cơ thể giúp Đường Tam mở ra con đường truyền thừa thần vị. Sau khi Đường Tam trở thành hải thần, thì đến Bỉ Bỉ Đông cũng trở thành thần. Quá trình của cô nhìn một quãng đường có vẻ rất xa xôi so với Đường Tam và Thiên Nhật Tuyết. Do cô mới đến tận hơn 20 năm mới trở thành La Sát Thần, chứ có như thanh niên Đường Tam và em gái Thiên Nhật Tuyết có 6 năm trở thành thần. Vì vậy theo mình đánh giá, Bỉ Bỉ Đông khả năng solo trong ba người Đường Tam và Thiên Nhật Tuyết, cô mới chính là vị thần solo mid mạnh nhất trong ba người. Mặc dù vậy, người chiến thắng trong game đấu này lại là Đường Tam. Dù hai người Thiên Nhật Tuyết và Bỉ Bỉ Đông có hợp sức đánh Đường Tam, Đường Tam với pha nâng cấp bản thân cùng với Tiểu Vũ, hắn trở thành Tu La Thần và Hải Thần. Sau đó Đường Tam đánh chết Bỉ Bỉ Đông, còn Thiên Nhật Tuyết bị Đường Tam phang tụt cấp từ 100 cấp xuống 90 cấp để kết thúc trận chiến ra đăng quan bạn nhăn. Quân đội Vua Đế Quốc và các phò la được giải thể về quê chăn bò, chứ Đường Tam không nhốt họ vào trong trại giam hay trại cải tạo. Trải qua quãng thời gian sống yên bình dưới đại lục, những nhân vật trở thành thần bắt đầu lên thần giấy. Dần dần đến lượt Tiểu Vũ, A Ngân, Đường Hào và nhóm sói khác. Thiên Nhật Tuyết từng có thần vị Thiên Sứ Chi Thần, nhưng cô lại không thể di chuyển lên thần giới để sinh sống. Thiên Nhật Tuyết với vẻ đẹp của mình nhanh chóng cũng chết dần theo thời gian, nên không thể sống cùng với trời đất trong phạm vi của thần giới. Nói chung, Thiên Nhật Tuyết từ khi Đường Tam đánh xuống tới 100 cấp, theo như lý thuyết cô không thể cày lên 100 cấp nữa. May ra Thiên Nhật Tuyết nhận truyền thừa của vị thần khác may còn được. Tuy nhiên kết quả trên thần giới trải qua hơn 10.000 năm sau, thần giới gái thì đã hiếm nay còn hiếm hơn. Do là sát thần Bỉ Bỉ Đông và Thiên Sứ Chi Thần, Thiên Nhật Tuyết không lên được thần giới, nên hai vị thần đã biến mất không còn dấu vết. Dù hai vị thần đời trước đang còn sống, nhưng họ lại không sở hữu thần vị. Đương nhiên trong tương lai, Thiên Sứ Chi Thần và La Sát Thần vẫn có thể khôi phục, chỉ cần người có vô hồn thiên sứ tự tu luyện lên 100 cấp. Cảm ơn anh em đã xem hết video.